Ống Kính Xanh, chuyên mục bảo vệ môi trường sống của con người và thiên nhiên. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường. Công ty Nam Thái mua đất với giá 50 triệu đồng một mẫu để đắp đê ở Đông Hưng, Thái Bình. Phản ánh đến tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường, bạn đọc cho rằng tại đoạn đê thuộc thôn Hậu Trung, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đang có hàng nghìn mét khối đất được doanh nghiệp khai thác trái phép để mang đi đắp đê. Được biết, hoạt động này đã từng bị hạt quản lý đê điều Đông Hưng xử phạt nhưng vẫn tồn tại, theo phản ánh của người dân tại thôn Hậu Thượng. Khu vực được cho là đang có hoạt động khai thác đất trái phép là đoạn bãi bồi, nằm sát tuyến đê Trà Lý, do hộ ông Nguyễn Văn Phú đấu thầu với xã Hồng Bạch từ nhiều năm trước, thuộc hành lang thoát lũ, đảm bảo an toàn cho đoạn đê đi qua xã Hồng Bạch. Theo đó, ghi nhận thực tế thì cho thấy, đoạn bãi bồi trên đã và đang bị xẻ thịt nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn cho đê điều và đang có nhiều dấu hiệu về hoạt động mua bán tài nguyên trái phép, xâm hại an toàn công trình đê điều, thủy lợi. Có thể dễ dàng nhận thấy là những lượt xe từ mặt đê vào ăn đất của doanh nghiệp thi công tuyến đê hoàn toàn không có che chắn, liên tục hoạt động có dấu hiệu quá khổ, quá tải, xe chở đất đến điểm đắp đê thường xuyên kéo theo phía sau là vệt bụi mù của đất, phát tán xung quanh, bay xuống khu vực dân sinh. Để tìm hiểu và xác minh làm rõ những bức xúc trong phản ánh của người dân về nội dung này, phóng viên của Bảo vệ Môi trường TV đã có buổi làm việc trực tiếp với hạt quản lý đê điều Đông Hưng, ông Đào Mạnh Hùng, hạt trưởng hạt quản lý đê điều Đông Hưng cho hay. Mới đây, ngày 3 tháng 11 năm 2021, hạt quản lý đê điều huyện Đông Hưng có tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 06BB-VPHC đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái, đơn vị thi công tuyến đê nêu trên về việc đào đất ngoài bãi đê sông Trà Lý và yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên dường như công ty Nam Thái phớt lờ biên bản này, tiếp tục tiến hành lấy đất để đắp tuyến đê trên. Đến ngày 12 tháng 11 năm 2021, hạt quản lý đê điều Đông Hưng tiếp tục ra biên bản số 07BB-VPHC xử phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái với lỗi hành vi nêu trên. Trong vai những người có nhu cầu đi mua đất để đắp đê, nhóm phóng viên tiếp cận được với gia đình ông Nguyễn Văn Phú thì được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái mua đất với giá 50 triệu đồng trên diện tích khoảng 1 mẫu. Họ đưa máy múc vào lấy đất đi đắp đê và hình thành lên ao để gia đình nuôi trồng thủy sản, ông Phú này cho biết thêm. Việc mua bán này Ủy ban Nhân dân xã Hồng Bạch có biết và phía ông chủ tịch xã Hồng Bạch còn động viên ông để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên của Bảo vệ Môi trường TV cũng có buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Duy Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Bạch, trả lời câu hỏi có hay không việc phía Ủy ban Nhân dân xã làm cầu nối cho doanh nghiệp và người dân mua bán trái phép tài nguyên đất, thì ông Thịnh né tránh câu trả lời và cho rằng đó là mua bán hoa màu trên đất. Khi phóng viên tiếp tục đề nghị được phối hợp tìm hiểu về việc hồ sơ, giấy tờ khi doanh nghiệp lấy đất đi đắp đê liệu có hợp pháp, ông Thịnh cho hay. Doanh nghiệp có về địa phương đề cập vấn đề này, ngoài ra, sau những lấp lửng hoặc né tránh nhiều câu hỏi, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã không cho biết gì thêm. Theo các quy định của pháp luật, công trình đê điều là công trình sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vật liệu thi công. Xây dựng phải đảm bảo đầu vào có hóa đơn chứng từ đầy đủ, hợp lệ, nhưng không hiểu vì sao ông Chủ tịch xã Hồng Bạch lại không nắm được điều này. Liệu nghi vấn của dư luận về việc bất chấp pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp mua bán tài nguyên trái phép là có cơ sở? Vậy, câu hỏi đặt ra là ở đây có lợi ích nhóm không, và vì sao một công trình của nhà nước được đầu tư bài bản, mà việc lấy đất lậu để thi công công trình này trong một thời gian dài mà các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lại không hề hay biết, và nếu căn cứ theo hoạt động xử phạt của hạt quản lý đê điều huyện Đông Hưng đối với việc khai thác đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái, thì đâu là điểm tựa để giúp cho đơn vị này có thể sai phạm, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Bạch có thực sự vô can trước trách nhiệm quản lý của mình? Câu trả lời xin dành lại bài tiếp theo sau khi các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình có trả lời chính thức. Ống Kính Xanh, chuyên mục bảo vệ môi trường sống của con người và thiên nhiên. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường.